Học chú Lăng Nghiêm trong 20 ngày, linh ứng Địa Tạng Bồ Tát. Từ tháng 7 năm 2021, lúc này mình vẫn ở nhà vì dịch bệnh Covid, mình đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, kết hợp niệm danh hiệu Bồ Tát 1.000 lần mỗi ngày. Mình cầu nguyện Bồ Tát giúp con học thuộc chú Lăng Nghiêm thật nhanh. Lúc này, mình học theo cuốn sơ đồ chú Lăng Nghiêm của chùa Hoằng Pháp. Phần chú Lăng Nghiêm dài khoảng 20 trang giấy, mỗi ngày mình học một trang. Lại nói thêm, 4 năm trước đây, mình đã cố gắng học chú mà không thể được, thử mọi cách vẫn bỏ giữa chừng vì học không nổi. Chỉ thuộc được phần đầu, rồi bỏ nên tính ra là phải học lại từ đầu. Nhờ sức gia hộ của Ngài Địa Tạng, mình học nhanh thuộc lắm. Cứ mỗi ngày một trang, có hôm cố học được đến 2 trang. Vậy là trong 18 ngày, mình đã thuộc chú. Tuy đọc hơi chậm, nhưng có thể tự mình đọc từ đầu đến cuối. Các ngày sau đó là mình ôn luyện lại cho lưu loát hơn. Nói thật, mình chỉ là kẻ ngu dốt, nhưng nhờ Bồ Tát mình mới có cơ hội học được chú này. Xin cảm ơn Bồ Tát thật nhiều vì luôn bên con. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi So Ha.